Chào mừng các bạn đến với video trên kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá sự xuất hiện đầy ấn tượng của mẫu sedan mới từ Kia, The New K5. Kia chính thức ra mắt The New K5, phiên bản cải tiến của mô hình K5 thế hệ thứ 3 được giới thiệu vào năm 2019. Mô hình này không chỉ nâng cao khả năng tiếp thị mà còn tích hợp thiết kế tương lai, động cơ đồng và nhiều thông số kỹ thuật tiên tiến. Sự kiện ra mắt được gọi là Ngày truyền thông ảnh K5 diễn ra tại rừng Nunit Seul ở Seongdong-gu, Seoul, nơi buổi thuyết trình về thiết kế và tiếp thị của K5 được thực hiện cùng với một cuộc triển lãm ngắn hạn trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn. Jochen Pisen, giám đốc điều hành văn phòng thiết kế Kia Next, nhấn mạnh tầm quan trọng của K5 như một thương hiệu thể hiện triết lý thiết kế của Kia. Ông tuyên bố, thiết kế của K5 phản ánh tầm nhìn của Kia về tương lai, sẽ thay đổi trải nghiệm di chuyển của khách hàng. Thiết kế của K5 phù hợp với nguyên tắc đối lập thống nhất của Kia, đặc biệt là khái niệm sức mạnh để tiến bộ, thể hiện sự phát triển đổi mới trong khi vẫn giữ được tính xác thực và tính năng động của phiên bản tiền nhiệm. Bên ngoài, K5 tự hào có vẻ ngoài đặc biệt và tương lai với đèn đặc trưng của StarMap cho đèn chạy ban ngày, DIL, ở phía trước và đèn kết hợp StarMap Lighting ở phía sau, nhấn mạnh vào chiều rộng và tính 3 chiều. Bên trong, K5 có nội thất được bố trí gọn gàng với các yếu tố định hướng theo chiều ngang, kết hợp công nghệ tiên tiến như màn hình cong toàn cảnh, chứa hệ thống thông tin giải trí CCNC, thế hệ tiếp theo và hệ thống điều khiển chuyển mạch thông tin giải trí, điều hòa không khí. Kia tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất lái và sự thoải mái bằng cách tinh chỉnh các đặc tính và vật liệu của hệ thống treo bánh trước và sau. Các biện pháp được thực hiện nhằm giảm tiếng ồn trên đường thông qua vật liệu gia cố ở thân xe và cấp kính chắn gió, tối ưu hóa các bộ phận bánh trước và bánh sau, đồng thời áp dụng kính cách âm 2 lớp cho hàng ghế sau. Về phần mềm, K5 cung cấp bản cập nhật phần mềm qua mạng cho trải nghiệm phần mềm dựa trên SDV và Streaming Plus, cho phép người dùng thưởng thức nội dung video và âm thanh thông qua hệ thống thông tin giải trí. K5 được trang bị nhiều tính năng ưu tiên khác nhau như Kia Digital Key, camera tích hợp E2 Plus, hệ thống xác thực vân tay, cốp điện an toàn điện, cảnh báo rung vô lăng bánh xe, điều hòa sau khi thổi, ghế sau gập 6, 4 và cảnh báo khoảng cách đỗ xe bên hông. Các tùy chọn trang trí cho K5 bao gồm Prestige, Roblox và Signature với mức giá dao động từ 27,84 triệu won đến 39,54 triệu won, tùy thuộc vào mẫu xe và trang trí. Giá bán cho mẫu K5 Hybrid sẽ được tiết lộ sau khi hoàn tất chứng nhận và bao gồm các ưu đãi về thuế xe thân thiện với môi trường. Kia hình dung K5 là biểu tượng của sự mãnh liệt, gợi cảm và mới lạ, nhằm mục đích biến mỗi ngày của khách hàng thành một khoảnh khắc đầy cảm hứng. Công ty cũng đã tổ chức nhiều sự kiện dành cho khách hàng khác nhau, bao gồm triển lãm tạm thời, sức mạnh để tiến bộ tại rừng Nunit Seul và các sự kiện chụp ảnh miễn phí với sự hợp tác của thương hiệu studio tự chụp Photourism. Ngoài ra, khách hàng có thể tham gia sự kiện lái xe K5 hấp dẫn vào mùa thu, mang đến cơ hội lái thử cuối tuần và quà tặng hàng hóa đặc biệt. Nhìn chung, K5 mới thể hiện cam kết đổi mới của Kia, mang đến cho khách hàng trải nghiệm lái nâng cao và cảm hứng trong cuộc sống hàng ngày. Đại diện truyền thông Kia cho hay, chúng tôi tin rằng The New K5 với cảm giác trẻ trung mà khách hàng ở độ tuổi 20 và 30 thích, như phong cách mạnh mẽ, chuyển động đầy cảm xúc và đổi mới không ngừng, sẽ tạo ra một hiệu ứng tương tác thực sự khi kết hợp với chủ đề The Power of Progress. Tôi làm được điều đó. Đặc biệt, đối với triển lãm này, chúng tôi đã đặt rất nhiều tâm trí vào việc chọn địa điểm để người ta có thể cảm nhận tự nhiên hơn với năng lượng mạnh mẽ của đời New K5. Seongsu, nơi mà các nhà sáng tạo văn hóa pop hàng đầu trong nước tương tác và diễn ra nhiều sự kiện khác nhau, đã nổi lên như Brooklyn của Hàn Quốc và trong đó, Nunit Seul Forest, nơi cung cấp không gian kể câu chuyện phong phú về The New K5, là địa điểm tốt nhất. Tôi xem nó như là nơi cho triển lãm này. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho triển lãm này để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng ở độ tuổi 20 và 30, đối tượng chính của The New K5.
cũng như dân số lưu động lớn đi lại tại Seongsu. The New K5 sẽ có các phiên bản 2.0 xăng, 1.6 turbo xăng và 2.0 phi với mô hình hybrid dự kiến sẽ ra mắt sau khi hoàn tất quá trình chứng nhận. Kia cũng dự định công bố giá bán sau khi áp dụng các ưu đãi về thuế ô tô thân thiện với môi trường. Hãy đăng ký và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ các thông tin mới nhất về The New K5 và nhiều nội dung hấp dẫn khác từ Kia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.